Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! 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 Đâu? Ồ, hình viết đẹp quá nè. Ồ, nhưng mà cái chữ này là chữ P ở cuối con ạ. Đấy. Nè. Bánh này ăn như trứng vậy trời. Nhật ba. Nhật ba. Mẹ uống cỡ. Cỡ bỏ. Cỡ bò. Cỡ bò. Ừ thì sao, sữa bò thì sao? Sữa của mẹ đúng không? Cỡ bò. Ừ, sữa bò, sữa của mẹ đúng không? Búng búng. Búng búng à, rồi sao? Mẹ uống. Ừ, ok. Hưng lấy cỡ bò. Hưng lấy sữa bò. Cái bò cỡ. Hưng lấy gì nhỉ? Hưng lấy hưng cỡ bò. Cỡ hưng. Cỡ hưng. Của bà đấy. Đây mẹ quạt mát không? Mượn mẹ chưa? Đây này, quạt đi. Ừ đây. Đây. Ok, Hưng làm cho mẹ rồi. À rồi, cho bạn mượn. Ủa, sorry con. Hả? À, mượn cái này, chứ không phải mượn cái xe. Cho mượn cái gì? Nhá. Mình chơi chung cơ mà con. Không bỡ đâu. Màu đấy là màu gì đấy? Hồng. Hồng, đúng rồi. Cây. Xanh đúng không? Xanh là cây, đúng rồi. Cây. Cây giống váy mẹ đúng không? Sáu, trả đồ chơi cho bạn đi về kìa. No. Đồ chơi của bạn mà con. No. Không phá. Ai phá con? Bạn á hả? Bạn phá mình à? Hey, yo. Lên luôn. Ủa? Ơ, lúc nãy 5.000 của mẹ đưa con đâu? À, thế ơ, sao lại lấy của mình kìa?